Xin chào các bạn, mình là Thanh Hằng. Hiện tại mình đang làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán MB, công ty con của ngân hàng quân đội. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nhận định về xu thế thị trường chung VN Index hiện tại cũng như là xu thế của ngành cổ phiếu bất động sản. Là cái ngành mà mình đánh giá là vẫn được hưởng lợi trong cái giai đoạn hiện tại cũng như là các năm tới với những cái chính sách thúc đẩy nền kinh tế cũng như là thúc đẩy đầu tư công của chính phủ. Thì bất động sản vẫn sẽ là cái ngành được hưởng lợi và rất là tiềm năng để mà chúng ta có thể đầu tư cả ngắn hạn và dài hạn khi mà nắm bắt được những cái sóng tăng tốt của cổ phiếu. Thế thì trước hết là đi vào nhận định cái xu thế của thị trường chung giai đoạn hiện tại. Thì sau cái nhịp giảm mạnh liên tiếp của thị trường từ vùng 1.520 điểm giảm xuống về cái ngưỡng thấp nhất là khoảng 1.160 đến 1.170 điểm. Đó, sau cái sóng giảm mạnh của thị trường thì hiện tại là VN Index đang có một cái nhịp hồi phục ngắn từ vùng 1.160 lên đến hiện tại là 1.240 điểm. Chúng ta quan sát theo đồ thị tuần để thấy được xu thế dài hạn của thị trường. Sau một cái sóng tăng thần tốc từ đầu năm 2020 cho đến đầu năm nay, tức là sóng tăng này kéo dài khoảng 2 năm, thì hiện tại là thị trường đã bước vào cái xu thế giảm, Và cái sóng giảm vừa qua mới chỉ là cái sóng giảm đầu tiên. Thì giai đoạn tới đây, nếu thị trường có hồi phục được thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Có thể là một cái nhịp hồi phục ngắn và sau đó thị trường có thể tiếp tục xu thế giảm. Bởi vì một sóng tăng hoặc một sóng giảm của thị trường hoặc là của một mã cổ phiếu nào đấy thì thường sẽ bao gồm 3 đến 5 sóng nhỏ. Và chúng ta quan sát theo đồ thị tuần ở đây thì cái sóng giảm vừa qua của thị trường mới là cái sóng giảm đầu tiên. Thì mình vẫn đánh giá là năm nay vẫn là cái năm đầu tư khá là khó khăn mà chúng ta phải biết hết sức là chắt lọc cơ hội đối với những cái ngành cổ phiếu được hưởng lợi, và về cơ bản phải rất là tiềm năng để có đủ động lực để mà có thể đi ngược lại những cái những lúc khi mà thị trường đi vào những cái giai đoạn xấu. Làm sao để ưu tiên bảo vệ tài khoản cũng như là gia tăng được cái tài sản ròng của mình. Và chính vì về mặt dài hạn thị trường vẫn đang trong downtrend và cái sóng hồi tới đây thì có thể là sóng hồi ngắn và chúng ta vẫn hết sức phải thận trọng. Chính vì vậy nên là giai đoạn hiện tại thì mình vẫn chỉ khuyến nghị mua đối với những cái mã cổ phiếu và đối với những nhà đầu tư mà xác định là đầu tư dài hạn. Và đối với chỉ với một số mã cổ phiếu thực sự là tiềm năng và được hưởng lợi. Và những cái khuyến nghị đầy đủ chi tiết thì mình cập nhật trong room tư vấn đầu tư VIP và một số khuyến nghị tham khảo trong room tư vấn đầu tư free. Các bạn nào quan tâm có thể tham gia các room tư vấn theo hướng dẫn mình để ở bên dưới video. Một số mã cổ phiếu bất động sản mà mình vẫn tư vấn xuyên suốt như là DIG hay là L14 rồi là SEL thì mình cũng sẽ cập nhật những cái biến động về mặt giá cổ phiếu, kỹ thuật cho các bạn trong video này. Quay lại về thị trường một chút thì ở đây mình có vẽ ra một cái đường kênh giảm giá của VN Index, thị trường chung. Thì khi nào mà VN Index xác nhận vượt được khỏi cái kênh giảm giá này thì thị trường sẽ xác nhận là bước vào cái sóng hồi. Và cái sóng hồi này thì đối với những nhà đầu tư nào mà xác định đầu tư ngắn hạn thì như mình vừa chia sẻ là thị trường chung vẫn đang trong downtrend và cái sóng giảm vừa rồi mới chỉ là cái sóng giảm đầu tiên và sau cái sóng hồi thì vẫn còn có thể là sóng giảm nữa. Chính vì vậy đối với những ai mà xác định đầu tư ngắn hạn và muốn bảo vệ thành quả hay là muốn bảo vệ tài khoản của mình thì cái sóng hồi tới đây của thị trường cũng như là của các mã cổ phiếu nếu mà có thì các nhà đầu tư xác định là đầu tư ngắn hạn và xác định là muốn bán cổ phiếu thì có thể canh cái nhịp hồi đó, nếu mà có sau cái nhịp giảm sâu của thị trường
thì có thể canh nhịp hồi để bán cổ phiếu ra, bán cổ phiếu ra, bảo vệ tài khoản của mình. Và quý khách hàng cần những cái tư vấn chi tiết cũng như là cơ cấu danh mục thì có thể tham gia room tư vấn đầu tư VIP theo hướng dẫn ở bên dưới video, hoặc là liên hệ trực tiếp Zalo theo cái số điện thoại mình cũng để ở bên dưới video. Cập nhật tiếp về diễn biến kỹ thuật dao động giá cổ phiếu của một số mã cổ phiếu bất động sản tiềm năng mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, như là DIG là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Cổ phiếu trong giai đoạn nửa đầu năm nay thì cũng trải qua cái sóng giảm, bao gồm 3 sóng giảm nhỏ mà các bạn có thể nhìn thấy rất rõ trên đồ thị ở đây. Sóng giảm đầu tiên là từ đầu năm nay là tháng 1 cho đến tháng 2. Sau đấy là sóng hồi đến tháng 3 và sóng giảm C đến thời điểm hiện tại. Đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đang đi ngang tích lũy. Đi ngang tích lũy. Mình sẽ vẽ cái hộp đi ngang tích lũy của giá cổ phiếu hiện tại cho các bạn có thể quan sát. DIG thì với cái động thái là một cổ đông lớn là Him Lam bán ra cái lượng cổ phiếu mà họ sở hữu, dẫn đến là cái ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cũng sụt giảm. Và các bạn thấy là cái khối lượng khớp lệnh giai đoạn khoảng từ ngày 6 tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại thì luôn luôn khớp lệnh ở những cái volume rất là lớn, là từ 10 triệu cổ phiếu khớp lệnh trở lên. Đó, rất là nhiều phiên. Trong khi cái giai đoạn trung bình đi ngang tích lũy trước đó trong cái sóng hồi ngắn của cổ phiếu thì chỉ khoảng 3 đến 5 triệu cổ phiếu khớp lệnh một phiên. Và đến cái giai đoạn gần đây thì rất nhiều những cái cây volume to hấp thụ cái lượng bán ra cổ phiếu khớp lệnh, như là 14 triệu cổ phiếu khớp lệnh một phiên, rồi là 12 triệu. Đó, rất là nhiều những cái cây volume to. Có lượng bán ra mạnh nhưng mà cũng có cái lượng cầu hấp thụ mạnh. Và DIG vẫn là một mã cổ phiếu mà tạo kỳ vọng lớn cho nhà đầu tư. Nhất là về cái quỹ đất có thể nói là khổng lồ mà doanh nghiệp đang sở hữu từ Bắc vào Nam, so với cái vốn hóa hiện tại trên sàn chứng khoán của doanh nghiệp vẫn còn rất là nhỏ. Vẫn còn rất là nhỏ so với cái giá trị quỹ đất thực tế mà doanh nghiệp sở hữu. Cái vốn hóa hiện tại của doanh nghiệp là khoảng 27.500 tỷ, hơn 27.500 tỷ. Đặc biệt là sau cái đợt sụt giảm vừa rồi thì vốn hóa của doanh nghiệp trên thị trường lại càng thấp hơn nữa. Và đó là lý do vì sao mà cái vùng giá hiện tại vẫn rất là hấp dẫn để cho các nhà đầu tư dài hạn xác định đầu tư dài hạn theo sự tăng trưởng của doanh nghiệp, có thể gom được lượng lớn cổ phiếu với giá rất là thấp, chỉ khoảng vùng 5x hiện tại so với cái vùng tăng trưởng mạnh của cổ phiếu năm ngoái là khoảng 100.000 đồng cổ phiếu, còn bây giờ chỉ còn là 5x, rất là thấp đối với một doanh nghiệp tiềm năng như là DIG. Quay lại về đồ thị kỹ thuật thì mình sẽ kẻ một cái đường kênh giảm giá ngắn hạn ở đây, một cái đường kênh giảm giá ngắn hạn. Thì cổ phiếu hiện tại đã vượt được khỏi cái đường kênh giảm giá ngắn hạn này, và đồng thời là cũng vượt lên trên đường MA9 ở vùng giá 52.5. Đóng cửa hôm nay cổ phiếu đóng cửa ở mức giá là 55.4, 55.400 đồng một cổ phiếu, và đang có động thái là đi ngang tích lũy. Thế thì chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu có thể đi ngang tích lũy thêm, hấp thụ hết cái lượng bán ra khi mà volume cạn kiệt dần. Đó, thì
kỳ vọng là có thể có một cái nhịp hồi phục tốt của cổ phiếu, và cổ phiếu có xác nhận vào một cái xu thế tăng mới hay không thì vẫn cần phải chờ thêm thời gian tới xác nhận. Khi mà để mà vào xác nhận vào một cái xu thế tăng mới thì cổ phiếu trước hết là cần phải vượt được cái đường kênh giảm giá dài hạn màu đỏ mà mình vẽ ra ở đây, cũng như là tạo được đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước để xác nhận là vào một cái xu thế tăng mới. Và đối với những nhà đầu tư dài hạn thì cái vùng giá hiện tại vẫn là vùng giá rất là hấp dẫn để có thể gom thêm được cổ phiếu với khối lượng lớn, chuẩn bị cho sóng tăng sau này nếu mà có hình thành được. Và đối với một doanh nghiệp tiềm năng lớn như là DIG thì mình cũng kỳ vọng doanh nghiệp là trong thời gian tới đây có thể bước vào cái sóng tăng mới. Thì cái vùng giá hiện tại vẫn là cái vùng rất là tiềm năng. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn mà muốn lướt sóng cổ phiếu thì mình vẫn khuyến nghị là nên chờ khi mà cái xu thế tăng mới hình thành rõ ràng thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ví dụ lướt mà mua có thể mua sai trong ngắn hạn, nhưng khi mà cổ phiếu đã xác nhận cái xu thế dài là xu thế tăng thì kể cả các bạn có lướt sóng mua sai trong ngắn hạn nhưng mà sau đó giá cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục tăng vượt thì chúng ta vẫn sẽ có lời. Còn cổ phiếu vẫn đang trong xu thế giảm mà chưa chắc chắn thì chúng ta lướt sóng vẫn sẽ rất là rủi ro. Và những cái khuyến nghị điểm mua, vùng mục tiêu, ngắn hạn, dài hạn, chi tiết thì mình tư vấn đầy đủ trong room tư vấn đầu tư VIP. Các bạn nào có quan tâm thì có thể tham gia theo hướng dẫn mình để ở bên dưới video. DIG hay là L14 cũng như rất nhiều mã cổ phiếu khác trong hiện tại là sau cái sóng giảm mạnh theo cái nhịp sập của thị trường thì hiện tại là đang trong cái vùng đi ngang tích lũy. Như là L14 thì cũng đang đi ngang tích lũy trong biên các phiên gần đây, khoảng từ vùng giá 114.000 đồng một cổ phiếu đến 154.000 đồng một cổ phiếu, đang đi ngang trong cái hộp hình chữ nhật mà mình vẽ ra ở đây. Đồng thời các bạn quan sát về mặt tín hiệu volume giao dịch khớp lệnh. Giai đoạn gần đây L14 khớp lệnh với volume rất là lớn, thể hiện là cái lượng cổ phiếu bán ra lớn, tuy nhiên là cái lượng hấp thụ vào, lượng cầu mua vào cũng rất là lớn. L14 thì trong cái sóng giảm này thì cũng có tổng Likoji bán ra cổ phiếu. Và với xu thế giá cổ phiếu đi ngang tích lũy như hiện tại thì mình cũng kỳ vọng là cổ phiếu có thể tích lũy thêm để hấp thụ được hết cái lượng bán ra đến khi mà volume cạn kiệt, và kỳ vọng là cổ phiếu có thể hồi phục được tốt và sẽ xác nhận xu thế tăng mới khi mà vượt được cái kênh giảm giá màu xanh mình vẽ ra ở đây. Đó, rồi là tạo được đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước thì sẽ xác nhận một cái xu thế tăng mới. Và cái vùng giá hiện tại của L14 sau khi mà cổ phiếu đã giảm rất là sâu từ đỉnh khoảng gần 500.000 đồng một cổ phiếu xuống đến vùng giá hiện tại là chỉ còn khoảng 150.000 đồng, quanh 150.000 đồng một cổ phiếu thì sẽ vẫn là cái vùng rất là hấp dẫn để cho nhà đầu tư dài hạn có thể gom được lượng lớn cổ phiếu với giá rất là thấp, và đặc biệt là chuẩn bị cho cái sóng tăng sau này nếu mà hình thành. L14 thì dự kiến khởi công dự án lớn của doanh nghiệp mà sẽ tạo ra cái doanh thu và lợi nhuận chính trong các năm tới đây là dự án Nam Minh Phương, cũng như là công ty vẫn đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư vẫn rất là kỳ vọng. Và chính vì vậy nên là về mặt cơ bản thì vẫn có đầy đủ cơ sở để chúng ta có thể kỳ vọng về cái sóng tăng mới của cổ phiếu. Và tất nhiên đối với các nhà đầu tư ngắn hạn thì mình cũng chưa khuyến nghị
lướt sóng thì cần chờ cổ phiếu xác nhận rõ ràng là một cái xu thế tăng mới, thì khi đó lướt sóng sẽ an toàn hơn. Ngắn hạn thì L14 đã vượt được cái đường MA9, đường MA9 khoảng vùng giá là 140.000 đồng một cổ phiếu, thì giá cổ phiếu đã vượt được cái đường kháng cự này và bây giờ trở thành đường hỗ trợ, cũng là một cái tín hiệu hồi phục khá là tốt của cổ phiếu. Và những cái vùng mua cụ thể cũng như là vùng mục tiêu, cập nhật thông tin về các doanh nghiệp thì mình tư vấn đầy đủ trong room tư vấn đầu tư VIP. Đồ thị của sell thì cũng tương tự như vậy. Sau một cái sóng giảm rất là mạnh từ vùng giá cao nhất cổ phiếu đạt được là khoảng 100.000 đồng một cổ phiếu. Và bây giờ cổ phiếu đang có giá là 38.000 đồng một cổ phiếu. Sau một cái sóng giảm rất là mạnh thì các doanh nghiệp bất động sản tiềm năng đều về cái mức vốn hóa siêu rẻ, có thể nói siêu thấp, và rất là thuận lợi để cho các nhà đầu tư dài hạn có thể gom được khối lượng lớn với cái mức giá rất là thấp, khi mà tiềm năng của các doanh nghiệp trong tương lai vẫn còn rất là lớn. Sell cũng giá cổ phiếu cũng đang tích lũy, đi ngang tích lũy trong cái hộp hình chữ nhật mình vẽ ra ở đây. Trong biên giá là từ khoảng 30.000 đồng đến 42.000 đồng một cổ phiếu. Và hiện tại thì cổ phiếu đang loanh quanh cái đường MA200, khoảng vùng giá 39. Các phiên tới đây nếu mà giá cổ phiếu vượt được vùng 39, tức là sẽ vượt được cái đường MA200, thể hiện được cái lực hồi phục tốt cũng như là một cổ phiếu khỏe. Tập đoàn Shell thì vẫn có cái kế hoạch bán hàng và cũng như là dòng tiền về rất là đều đặn từ những cái dự án ở Vân Đồn, rồi là Phú Quốc, Mê Linh sẽ là những cái dự án tạo doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp trong năm nay cũng như là các năm tới. Hiện tại thì Shell cũng đã vượt được cái đường kênh giảm giá ngắn hạn mà mình vẽ ra ở đây, cũng như là vượt được trên đường MA9 và cổ phiếu đang gặp phải kháng cự ở đường MA200, vùng giá 39, vùng giá 39. Đó. Và cũng kỳ vọng là cổ phiếu có thể có được cái nhịp hồi phục tốt và sẽ xác nhận vào một cái xu thế tăng mới khi mà vượt được cái đường kênh giảm giá dài hạn, đường màu đỏ mình vẽ ra ở đây, cũng như các mã cổ phiếu khác. Chúng ta vẫn kỳ vọng về các mã cổ phiếu bất động sản tiềm năng trong năm nay sẽ biến động như thế nào. Và với cái xu thế của thị trường chung như mình vừa chia sẻ ở đầu video, thì sau một cái sóng tăng rất là tốt của thị trường trong 2 năm, từ năm 2020 cho đến đầu năm nay, thì hiện tại là thị trường đã vào cái downtrend, và cái sóng hồi tới đây của thị trường nếu có thì chúng ta cũng vẫn hết sức là thận trọng nếu mà thị trường có thể sau cái sóng hồi mà có thể tiếp tục cái xu thế downtrend dài hạn. Đó, thì chính vì vậy cho nên là đối với từng mã cổ phiếu tiềm năng thì chúng ta vẫn phải có cái chiến lược đầu tư an toàn và thận trọng trong năm nay đối với cái xu thế thị trường chung chưa phải là tốt như mình vừa phân tích. Nhất là cái vấn đề về việc sử dụng margin. Đó, thì phải làm sao chúng ta luôn luôn đảm bảo được cái an toàn cho cái tài khoản của mình cũng như là thành quả trong những năm đầu tư vừa qua. Làm sao luôn luôn là đảm bảo được cái tối thiểu
có những cái quy tắc quản trị rủi ro nhất định cho tài khoản của mình. Song song với việc đầu tư các cơ hội cổ phiếu rất là tiềm năng. Thế thì các bạn cần những cái tư vấn chi tiết thì có thể tham gia Zoom tư vấn đầu tư VIP. Mình tư vấn đồng hành đầu tư cùng các bạn theo hướng dẫn mình để ở bên dưới video, cũng như là có số điện thoại Zalo trực tiếp của mình để ở bên dưới video. Và tài khoản tại MBS của các bạn mà mở theo cái hướng dẫn mình để ở bên dưới video theo cái hướng dẫn của mình thì cũng sẽ do mình trực tiếp quản lý và hỗ trợ. Các bạn thấy video hữu ích thì có thể đăng ký kênh YouTube của mình là Thanh Hằng Official, cũng như là chia sẻ video giúp mình để tạo động lực cho mình làm các video tiếp theo, cập nhật thị trường cũng như là phân tích cơ hội đến cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.